đó là tài sản của những cái triệu phú trên internet. Thì đây là một trong những cái khái niệm nó rất là quan trọng, một trong những cái nội dung nó rất là quan trọng mà các bạn đều biết rằng á, thì năm 2015 thì đây là cái thời điểm mà bản thân mình bắt đầu với internet. Mình bắt đầu với internet, tuy nhiên thì các bạn biết rằng là lúc bắt đầu đó thì không ai nói cái điều này cho mình cả. Vì sao lại không ai nói? Bởi vì thực ra những người mà mình gặp á, thì thứ nhất đó là họ cũng không thấy nó là quan trọng, và cái thứ hai đó là ngay cả bản thân họ thì họ cũng không làm. Chính vì lý do như vậy á, cho nên là ở cái thời điểm đó lúc bắt đầu thì mình không may mắn là mình thấy được cái tầm quan trọng của cái điều này. Thì mãi đến những năm tiếp theo trong cái quá trình làm nhiều năm á, thì bản thân mình cũng thấy rằng là nó cũng không thực sự quá quan trọng, bởi vì nó không có một cái nỗi đau đủ lớn á để mà mình cần phải là bổ sung, hoặc là mình cần phải là học về nó, hay là mình cần phải là thay đổi. Nó giống như cái vấn đề sức khỏe của chúng ta, mọi người có rõ không ạ? Là khi mà chúng ta không có một nỗi đau nào đủ lớn thì gần như là chúng ta không muốn thay đổi về dinh dưỡng, chúng ta không muốn thay đổi về cách ăn, chúng ta không muốn thay đổi mọi thứ, và chúng ta vẫn cứ quen với những điều mà nó thông thường. Thì ở cái điều này nó cũng như vậy. Ở cái điều này nó cũng như vậy. Trong quá trình mà mình làm thì nó không có một cái nỗi đau nào xuất hiện đủ lớn để nó là một tiếng chuông cảnh tỉnh mà mình phải thay đổi cả. Và cho đến một ngày thì trong quá trình mà mình làm việc, thì trong quá trình mà mình làm việc với mạng xã hội ạ, làm việc với mạng xã hội nhiều, mạng xã hội đấy, thì cái lúc này á thì mình cảm thấy rằng là càng dần mình càng mất kiểm soát, càng dần mình càng mất kiểm soát, mất kiểm soát, và bị phụ thuộc rất lớn, rất 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 lớn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta đều biết rằng đó là khi mà chúng ta bắt đầu xây dựng cái sự nghiệp trên internet á, thì cái việc đầu tiên rất quan trọng và nó quyết định cái thành công của chúng ta, đó là chúng ta phải làm chủ được cái traffic, đúng không? Chúng ta phải có được một cái traffic mạnh mẽ, chúng ta phải làm chủ được traffic mạnh mẽ, và nếu mà chúng ta không phụ thuộc nữa, chúng ta kiểm soát được nữa, thì đó là một trong những cái yếu tố đầu tiên quyết định cái sự nghiệp thành công của chúng ta trên internet. Vậy thì lúc đó thì mình thấy rằng là Facebook hay là YouTube hay là những cái nội dung mà mình đưa lên mạng xã hội và nó bị bóp tương tác đi, thì sau đó mình mới đặt ra một cái tình huống, đó là nếu bây giờ mà càng ngày mà cái mạng xã hội nó càng tương tác thì như thế nào, càng 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 bóp tương tác, càng bóp tương tác thì như thế nào. Thì lúc đó mình đã đặt ra một cái câu hỏi như vậy. Thì khi mình đặt ra một câu hỏi như vậy thì mình quay lại thì mình nhận ra một điều rằng là mình không có một cái traffic nào mà mình kiểm soát được cả. Mình không có một cái traffic nào mà mình kiểm soát được hết. Và lúc đó mình mới bắt đầu giật mình, và mình bắt đầu với thực sự ý thức được đó là cái traffic mà chúng ta kiểm soát được nó quan trọng như thế nào, nó quan trọng như thế nào. Vậy thì ngày hôm nay các bạn thử tưởng tượng như thế này nhé, các bạn thử tưởng tượng
bạn thử tưởng tượng là nếu ngày hôm nay các bạn đang có tầm khoảng 10.000 khách hàng, được chưa? 10.000 khách hàng tiềm năng. 10.000 khách hàng tiềm năng. 10.000 khách hàng tiềm năng này là 10.000 khách hàng mà họ là những người mà chủ động, họ là những người mà chủ động nói rõ về vấn đề của họ, và đặc biệt đó là 10.000 khách hàng tiềm năng này ạ, là 10.000 khách hàng mà bạn có thể sở hữu gọi là email hoặc là số điện thoại của họ, số điện thoại của họ để bạn có thể thực hiện, có thể chủ động, ok, và thực hiện các cuộc gọi để bạn thực hiện, có thể thực hiện các cuộc gọi hoặc chủ động chăm sóc, hoặc chủ động triển khai chiến dịch, các chiến dịch mà không cần phải quảng cáo, không cần phải quảng cáo, rồi không cần phải tiếp trích gì cả, được chưa? Không cần phải tiếp trích gì cả, tiếp trích gì cả, ok. Và chúng ta lúc đó là gì, thì cái lúc này thì cái danh sách khách hàng, lúc này các bạn thấy là cái danh sách khách hàng, khách hàng mà bạn sở hữu, chính là một cái tài sản, một cái tài sản của các bạn, một cái tài sản của các bạn nhé, của các bạn. Và lúc này các bạn có thể in tiền, đúng nào, in tiền cho đúng nghĩa, mà không cần phải quảng cáo, đúng, bạn đồng ý điều đó đấy. Thì đó là cái danh sách khách hàng tiềm năng mà chúng ta có được, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta hãy làm một bài toán như sau, chúng ta hãy làm một bài toán này, làm một bài toán như sau này. Nếu bạn là một người đã biết cách để khai thác, có nghĩa là cái này phải học nhé, cái này phải học, muốn khai thác được thì chúng ta phải học, mọi người rõ không ạ? Muốn khai thác được thì chúng ta phải học. Đấy. Khai thác được thì chúng ta phải học, thì chúng ta hoàn toàn có thể kiếm được 1 đô nhé, đây là 1 đô này, kiếm được, hoàn toàn có thể kiếm được 1 đô trên một khách hàng hàng được chưa, trên 1 tháng đó, mọi người rõ điều này, này. Đây là một cái mấu chốt rất quan trọng, đây là một mấu chốt, có nghĩa là nếu bạn là một người mà biết cách để khai thác, có nghĩa là cái điều này phải được học, được chưa nào, biết cách để khai thác, cái điều này được học, thì bạn hoàn toàn có thể tạo ra được 1 đô trên một khách hàng trong 1 tháng, ok, được chưa? Vậy thì cái biết cách khai thác ở đây có nghĩa là gì? Biết cách khai thác ở đây có nghĩa là biết cách khai thác, mọi người nhớ này, biết cách khai thác, cách khai thác
Có nghĩa là chúng ta Ừ. gọi là chăm sóc khách hàng, chăm sóc rồi là educate, educate tức là giáo dục đấy đó, thì đây đây gọi là biết cách khai thác đó, và sau đó là chúng ta biết cách gọi là bán hàng được chưa, thì đó gọi là biết cách khai thác, nó là như vậy. Thì chúng ta hoàn toàn có thể kiếm được 1 đô la trên một khách hàng trong vòng thời gian là một 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 tháng được chưa nào. Vậy thì nếu ngày hôm nay bạn đang có ví dụ là 1.000 đi, 1.000 được chưa, khách hàng tiềm năng, ok, khách hàng tiềm năng đúng ạ. Vậy thì mỗi tháng bạn sẽ có thu nhập là 1.000 đô đúng không, 1.000 đô. Ở đây các bạn nhìn thấy nhỉ, nếu bạn là một người biết cách khai thác này thì chúng ta hoàn toàn có thể kiếm được 1 đô trên một khách hàng trên một tháng, tính ra trung bình nhé, có nghĩa là có người mua có người không mua nhưng mình tính ra là chỉ có 1 đô thôi, ok. Và biết cách khai thác có nghĩa là biết chăm sóc, biết giáo dục và biết bán hàng, thì đó gọi là biết cách khai thác. Và thì giả sử rằng ngày hôm nay bạn đang có 1.000 danh sách khách hàng tiềm năng và mỗi tháng như vậy là bạn có thu nhập là 1.000 đô, ok chưa. Vậy thì nếu ngày hôm nay bạn đang có đó là một 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 mới có 1.000 đấy nhé, và nếu ngày hôm nay bạn đang có là 10.000, ok, khách hàng tiềm năng thì mỗi tháng bạn sẽ có thu nhập là 10.000 đô, ok, mọi người rõ điều này chưa đấy, mọi người sẽ có là thu nhập là 10.000 đô. Và nếu ngày hôm nay bạn đang có 100.000 khách hàng tiềm năng thì lúc đó bạn sẽ có thu nhập 100.000 đô, ngàn đô trên tháng, ok. Thì các bạn thấy rằng đó chính là một cái cỗ máy, và đây chính là một cái cỗ máy in tiền đúng không, đây chính là một cái cỗ máy in tiền, cỗ máy in tiền của những ấy pro, hay là gọi là triệu phú đúng không, triệu phú trên internet, ok. Đây là những cái cách in tiền của những cái pro, của những cái triệu phú trên internet. Đó là tôi chưa tính đến những cái phương án gọi là hợp tác chéo với nhau. Hợp tác chéo nghĩa là như thế này này. Ví dụ ngày hôm nay tôi đang có danh sách là 10.000 khách hàng tiềm năng và bạn Hào cũng đang có danh sách 10.000 khách hàng tiềm năng. Thì sau đó bạn nào muốn triển khai một sản phẩm thì triển khai qua lead của tôi. Rồi là tôi có sản phẩm thì tôi triển khai qua lead của bạn Hào. Mọi người rõ điều này không? Đấy. Vậy thì qua cái vừa rồi á thì chúng ta mới nhận ra một 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 điều rằng đó là gì? Đó là có một cái từ khóa rất là quan trọng mà ngày hôm nay các bạn cần phải nhớ, cần phải tập trung, và có thể là bây giờ hoặc trong tương lai các bạn
sẽ phải bắt đầu nghiêm túc với nó. Đó là cái từ khóa money in the lead. In the lead có nghĩa là tiền nằm trong danh sách khách hàng tiềm năng. Khách hàng tiềm năng. Ok, tiền nằm trong danh sách khách hàng tiềm năng. Được chưa nào? Đấy, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đều biết rằng á, đó là cái người khách hàng mà người ta quyết định đến với chúng ta và người ta quyết định cái sử dụng dịch vụ của chúng ta, người ta không phải đến là người ta đưa ra quyết định sử dụng luôn, mà nó cần phải có thời gian chuyển trạng thái ấm sang chuyển trạng thái lạnh sang trạng thái ấm, có nghĩa là nó phải có thời gian để mà thấu hiểu. Thì đây chính là một cái tài sản lớn của chúng ta trên internet các bạn nhé. Đây là cái tài sản lớn của chúng ta, tài sản lớn của chúng ta trên internet. Ok, đó là tài sản lớn của chúng ta trên internet. Và đây cũng là tài sản của những cái triệu phú, những cái người mà kỳ cựu á, những cái người mà làm lâu năm á, làm lâu năm á, thì đây là một cái chìa khóa mà họ đánh giá về cái sự thành công của họ. Và ngày hôm nay các bạn cần phải ghi nhớ những cái điều này để sau này các bạn không phải tránh những cái trường hợp giống như bản thân tôi. Bởi vì bản thân tôi mãi sau 5 năm, các bạn thì phải rõ là sau 5 năm thì mình mới nhận ra cái điều này là cái điều mà thực sự quan trọng. Và mãi đến khi có tiếng chuông cảnh tỉnh ấy, thì mình mới nhận ra điều đó. Nhưng ngày hôm nay, đó là khi các bạn đồng hành, thì tôi là người mà đã trải qua và tôi thấy những cái điều mà bản thân mình mắc sai sót, thì tôi sẽ gợi ý cho các bạn, gợi ý cho các bạn để mà các bạn có thể rút ngắn được cái thời gian. Ok, được chưa? Thì các bạn biết rằng ngày hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một cái cảm xúc mà nó rất là thực sự rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì tôi đã trải nghiệm cái điều này lúc mà lúc ngay 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 cái thời điểm này, thì tôi đã bắt đầu có được những cái danh sách khách hàng tiềm năng và mình cảm thấy rất là happy khi mình được trao đổi với họ, khi mình được trao đổi với họ và khi mình được truyền tới họ những cái kiến thức có giá trị. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ đi phần tiếp theo, đó là gì? Đó là những cái lợi thế, những cái lợi thế, đúng không? Những lợi thế, lợi thế khi vận hành email marketing. Marketing cái lợi thế thứ nhất đó là gì? Cái lợi thế thứ nhất đó là các bạn không bị mạo danh. Ok, bị mạo danh. Mạo danh, tại sao lại không bị mạo danh? Các bạn nhớ điều này nhé. Khi mà các bạn tài khoản Facebook của các bạn, đúng không? Người ta có thể tạo ra những cái tài khoản khác. Ví dụ như Lê Văn, Anh Văn chẳng hạn. Thì người ta có thể tạo ra nhiều tài khoản mạo danh. Tuy nhiên với email thì các bạn thấy có bao giờ người ta nghe nhiều cảnh báo về cái vấn đề là mạo danh không? Mạo danh email marketing, email không? Bởi vì sao? Khi mà các bạn đăng đăng ký một cái email vào á, thì thứ nhất là các bạn phải có hai 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 cái nội dung. Cái nội dung thứ nhất đó là các bạn phải là người có nhu cầu về cái điều đó. Ok chưa? Các bạn muốn tìm một công thức chẳng hạn như kiếm 9.000 đô đi, thì các bạn phải có mong muốn kiếm tiền. Cái thứ hai đó là các bạn phải biết người đó là ai. Các bạn phải biết thương hiệu người đó là ai, thì khi đó các bạn phải opt in được. Thì khi đó các bạn mới đưa ra một cái hành động opt in. Cho nên là khi mà chúng ta vận hành email marketing này thì nó sẽ hạn chế cái tình trạng đó là mạo danh. Ok chưa ạ? Đó là cái thứ nhất.
Cái thứ hai đó là email marketing nó sẽ giúp cho chúng ta gọi là cá nhân hóa nhé, giúp cho chúng ta gọi là cá nhân hóa. Cá nhân hóa là như thế này, gọi là cá nhân hóa. Ví dụ trong email thì tôi thường hay viết đó là xin chào Lê Văn Thiết, đúng không? Và các bạn sẽ nhận được email như vậy, đúng không? Nhưng mà trên Facebook thì chúng ta không thể làm như vậy được. Trên Facebook là chúng ta đăng tải ra mạng xã hội, ai đọc thì đọc. Nhưng mà với email thì cá nhân hóa. Thì các bạn biết rằng là khi một cái dịch vụ á, các bạn nên nhớ này, một cái dịch vụ mà muốn càng dần càng cao thì chúng ta cần phải tiệm cận đến cá nhân hóa càng tốt. Ví dụ một cái túi Gucci, nếu không in tên của bất kỳ ai thì giá của nó là 50 triệu. Nhưng khi in tên của một người đó thì nó có thể tăng lên 200 triệu. Ví dụ như ví Gucci của bạn Lê Hồng Nhung đi. Đấy, thì đó là tự nhiên là giá nó đắt hẳn đi. Ok nha. Đó thì gọi là cá nhân hóa. Tiếp theo nữa đó là gì? Đó là kiểm soát được tình trạng khách hàng. Khách hàng đó là lạnh, ấm, đúng chưa? Và nóng, và thời điểm bán hàng hợp lý. Ok, được chưa nào? Thời điểm bán hàng hợp lý có nghĩa là như này, tôi đã giải thích điều này các bạn. Ví dụ là trên Facebook đúng không? Chúng ta không biết là ông nào đến với chúng ta lâu hay là chưa lâu hay là như thế nào, và chúng ta không không đo được cái tình trạng của họ, bởi vì chúng ta không có một cái công cụ để chúng ta đo lường cái tiến trình mà họ tìm hiểu chúng ta. Họ đọc cái gì của chúng ta không hiểu, đúng không? Họ sử dụng cái gì của chúng ta không hiểu. Nhưng đối với email thì chúng ta hoàn toàn có thể làm một điều đó. Có nghĩa là chúng ta nắm được cái tiến trình của khách hàng khi mà khách hàng opt-in vào hệ thống của chúng ta. Thì các bạn biết là những người nào đọc một email chúng ta cũng biết, những người nào đọc 10 email chúng ta cũng biết. Mọi người rõ chưa ạ? Đó, cho nên người ta gọi là tình trạng lạnh, ấm, nóng và thời điểm bán hàng vật lý. Nếu một người họ đã đọc của chúng ta 20 email rồi thì đó là thời điểm mà chúng ta hoàn toàn có thể bán hàng. Đúng đúng nào? Đó, nhưng trên Facebook thì chúng ta không thể làm được điều đó được. Đó, mọi người rõ điều này chưa? Đấy, có nghĩa là hợp lý là ở chỗ như vậy, có nghĩa là chúng ta đo được cái tiến trình. Mọi người rõ điều này không ạ? Đó, chúng ta đo được cái tiến trình và kiểm soát được cái tình trạng của khách hàng. Ok. Và khi mà chúng ta đã kiểm soát được như vậy á thì chúng ta có tiến trình, có tiến trình nhé, tiến trình giáo dục khách hàng, dục khách hàng theo lộ trình mình mong muốn, trình mình mong muốn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là các bạn biết khi các bạn opt in vào hệ thống thì các bạn thường sẽ nhận được email theo thứ tự. Người mới thì nhận email 1, email 2, email 3. Còn người cũ thì nhận email 30, 40, 50. Đó thì có nghĩa là đó là một cái tiến trình. Mọi người rõ là đó là một cái tiến trình giáo dục khách hàng. Ok. Trên Facebook chúng ta không làm được như vậy. Bây giờ một người mới vào Facebook họ phải lướt qua tất cả các bài. Ok. Mọi người nhớ không? Khi mà vào Facebook thì chúng ta phải lướt, mà chúng ta không, ngay cả Facebook của chúng ta không thể lướt kiểu như vậy được. Chúng ta chỉ lướt 10 status đầu tiên để chúng ta gọi là xem qua thôi. Chúng ta chỉ gọi là lướt 10 status đầu tiên để chúng ta xem qua. Ok chưa? Thế chúng ta không 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 chủ động làm được đó, bởi vì cái cấu trúc của SEO là nó khác, còn cấu trúc của email là nó khác. Ok. Tiếp theo nữa đó là gì? Đó là chúng ta kiểm soát được traffic. Soát được traffic. Các bạn muốn gọi là cái email của mình có nhiều người open nhất, nhiều người mở ra nhất, thì thứ nhất đó là chúng ta cần phải có một cái nội dung mà chất lượng cao, nội dung chất lượng cao. Mọi người rõ điều này không? Chúng ta phải có một cái nội dung chất lượng cao, và
mọi người khác cái nội dung của chúng ta, mong muốn cái nội dung của chúng ta, thì chắc chắn rằng cái tỷ lệ mà mở thư nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Còn đối với Society thì chúng ta đều biết rằng bạn có thể bị bóp traffic là chuyện bình thường, đúng không? Đó, cho nên là đây là một cái gọi là traffic, và traffic này gọi là traffic kiểm soát, là vì lý do như vậy, được chưa? Và tiếp theo đó là chi phí vận hành. Chi phí vận hành đó, vận hành thấp. Các bạn thử tưởng tượng các bạn đang có là 10.000 đi, 10.000 khách hàng tiềm năng. Đấy. Thì cái chi phí của nó không 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 quá cao, nhưng nếu bạn bắt đầu chiến dịch quảng cáo thì nó khác hoàn toàn nha. Cho nên đây là một trong những cái mà chúng ta cần phải rõ. Và tiếp theo nữa là gì? Đó là tỷ lệ chuyển đổi. Tỷ lệ chuyển đổi cao. Tại sao chuyển đổi lại cao? Bởi vì nó cá nhân hóa, các bạn rõ không? Và thứ hai nữa là các bài viết trong email thì nó thường nó sâu hơn, chất lượng hơn. Cho nên là cái tính chuyển đổi nó rất là cao. Được chưa ạ? Và tiếp theo đó là gì? Đó là chúng ta có thể triển khai nhiều sản phẩm, được chưa? Sản phẩm trong khoảng thời gian dài. Ok. Đó, chúng ta có thể triển khai nhiều sản phẩm trong một khoảng thời gian dài. Mọi người rõ điều này chưa? Bởi vì cái danh sách này là danh sách mà chúng ta sở hữu. Mọi người rõ không ạ? Nó là danh sách chúng ta sở hữu. Cho nên là chúng ta có thể sở hữu cái danh sách này và chúng ta sử dụng trong một khoảng thời gian dài. Được chưa? Và tiếp theo nữa đó là gì? Đó là tính cộng dồn. Tính cộng dồn. Dồn có nghĩa là hòn tuyết lăn đó. Ừ, hòn tuyết lăn. Mình hiểu nôm na là vậy. Tuyết lăn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mỗi ngày. Ok. Mỗi ngày là chúng ta có 30 email, thu được 30 danh sách. Sau đó một tháng là chúng ta được là 900. Được chưa? Như vậy một năm chúng ta sẽ có đó là gì? Đó là hơn 3.000 gì đó. Là một 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 là mỗi ngày, là mỗi tháng như vậy đúng không? Mỗi ngày là 30. Mỗi tháng là chúng ta có 900. Đúng nào? Như vậy là chúng ta có khoảng 10.000 gì đó, gần 10.000, trên dưới 10.000 gì đó. Ok. Đó là hòn tuyết lăn, nó là như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp, đó là làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng được 1.000 khách hàng tiềm năng, được chưa? Làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng được, làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng được. Được 1.000, đúng không? 1.000 khách hàng tiềm năng đầu tiên. Đầu tiên. Ok. Được chưa? Thì bước đầu tiên là bước 1 nhé. Bước 1 đó là bạn phải xác định vấn đề cụ thể của khách hàng mà bạn muốn thu hút. Đó là xác định vấn đề nhé. Xác định vấn đề cụ thể. Đề cụ thể của khách hàng. Khách hàng mà bạn muốn thu hút. Thu hút. Ok. Được chưa nào? Thì các bạn hãy xem đây nhé. Ví dụ ngày hôm nay đối với tôi chẳng hạn, thì tôi đang có đây này, tôi đang có này, đây này, các bạn thấy không? Bạn thấy đây, được chưa? Công thức để kiếm 9.000 đô đầu tiên, được chưa? Thì đây chính là một cái vấn đề, được chưa nào? Đấy, đây chính là một vấn đề. Đấy, mọi người rõ này, xác định vấn đề cụ thể của khách hàng mà bạn muốn thu hút, được chưa nào? Đó là cái thứ nhất, được chưa? Cái thứ hai
mà chúng ta cần phải làm đó là gì? Đó là bước 2. Bước 2 đó là chúng ta cần có một cái lead magnet, có nghĩa là một cái lead magnet á. Lead magnet có nghĩa là gì? Có nghĩa là một cái mồi, cần có một cái mồi, để mà thu hút rồi là làm quà tặng đấy, làm thu hút, làm quà tặng đó, để mà chúng ta thu thập data, thu thập danh sách, được chưa? Để chúng ta thu thập danh sách khách hàng, được chưa nào? Thì các bạn biết rằng đó là gì? Ví dụ nhé, ở cái bước 1 là xác định vấn đề cụ thể của khách hàng mà bạn muốn thu hút. Thì vấn đề của khách hàng của tôi là những người mà họ mong muốn xây dựng sự nghiệp trên Internet. Ok, đó là vấn đề. Và thứ hai là cần có một cái mồi thu hút làm quà tặng để mình thu thập danh sách. Thì mồi thu hút của tôi đó là gì? Đó là công thức để kiếm 9.000 đô đầu tiên. Được chưa? Rồi, thứ ba này, bước bước 3 là mới đến bước kỹ thuật. Bước 3. Bước 3 đó là xây dựng hệ thống. Xây dựng hệ thống. Được chưa? Hệ thống để tặng mồi thu hút. Đó, vừa rồi các bạn vừa xem trang của tôi đúng không? Các bạn vừa 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 xem trang của tôi này. Đấy, ví dụ như các bạn tham gia cùng 10.000 người đây đúng không? Đấy. Thì lúc đó là đó. Thì khi mà chúng ta điền email vào đây, được chưa? Điền tên vào đây, điền email vào đây. Đó, thì lúc đó nó sẽ đưa vào một hệ thống, đưa một hệ thống nha. Đưa một hệ thống. Thì đây chính là một cái hệ thống tặng mồi thu hút. Có nghĩa là khi mà họ điền vào đó, được chưa? Thì email sẽ tự về rồi xác nhận rồi là các email tiếp theo, thì đó gọi là hệ thống tặng mồi thu hút, được chưa? Và tiếp theo đó là gì? Đó là chúng ta bắt đầu bước thứ tư. Chúng ta bắt đầu bước thứ tư. Bước 4, được chưa? Bước 4 là bước gọi là educate, có nghĩa là giáo dục khách hàng. Giáo dục khách hàng. Được chưa nào? Khách hàng và truyền thông, được chưa? Đó, và truyền thông có nghĩa là chúng ta có một cái series email, ví dụ như tôi là có 186 email và đều đặn như vậy một năm, sẽ tự động, được chưa? Sẽ tự động chia sẻ cho họ một năm như vậy, cứ một năm như vậy, được chưa nào? Và bước thứ năm đó là gì? Bước thứ năm, bước năm, bước này là bước gọi là bước in in tiền. In tiền nghĩa là chúng ta bán hàng ấy. Chúng ta bán hàng, mọi người rõ điều này chưa? Vậy thì ở đây á, thì chúng ta có đó là gì? Đó là về sản phẩm, được chưa? Sản phẩm này, sản phẩm thì các bạn nên nhớ rằng là sản phẩm đó có thể là sản phẩm của bạn, được chưa? Là sản phẩm của bạn và có thể là của người khác. Của người khác ở đây có nghĩa là gì? Có thể là bán chéo nhau, hợp tác chéo chéo nhau, rồi có thể làm affiliate marketing, được chưa? Ok, vân vân đấy, mọi người rõ điều này chưa? Và ở đây có nghĩa là gì? Cái quan điểm mà bản thân tôi á, làm á, tôi cũng chia sẻ luôn cho các bạn, nó là cái triết lý của tôi, triết lý của tôi này. Đó là chỉ chia sẻ, sẻ chứ không bán. Bán và chia sẻ liên tục, chia sẻ mỗi ngày, mỗi ngày chia sẻ tự động, tự động, chia sẻ đều đặn, đều đặn.
Như mặt trời chiếu xuống trái đất. Ok, mọi người rõ điều này chưa? Đấy, đây là cách mà bản thân tôi kinh doanh nhé, là tôi cái đây này, mọi người rõ điều này chưa? Vậy thì chúng ta vừa được gọi là khi chúng ta vừa được xem qua một cái nội dung đó là tài sản của các triệu phú trên internet. Các bạn biết rằng có rất nhiều người ngày hôm nay họ đã đi một thời gian khá dài trên internet, nhưng mà số người để mà có được cái tài sản này cũng không phải là nhiều đâu, cũng không phải là nhiều. Mà những người muốn trở nên pro và xuất sắc thì chúng ta cần và bền vững á, thì chúng ta cần phải có cái điều này. Còn khi mà các bạn triển khai ở đâu, làm thị trường gì thì nó lại là cái câu chuyện cụ thể khác. Và đây ở đây tôi muốn trình bày cho các bạn thấy được cái tầm quan trọng và tiềm năng của nó và giá trị của nó mà các triệu phú khác người ta đã xây dựng nó và người ta sở hữu nó như thế nào. Đó thì đó là nội dung mà tôi muốn chia sẻ với các bạn.